Thì tiếp tục cuộc hành trình đến đây mình gặp tiếp một khóm nữa mọi người. Cũng khá là đẹp. Cây cũng khá là to đấy. Đây bên đây thợ săn đang leo lên hái lan hà mọi người. Ở trên cây này có rất là nhiều lan hà kim luôn. Đấy, anh ấy leo lên hái vài khóm về chơi. Kỹ thuật leo cây rất là ghê mọi người. Leo y như khỉ. Chuyên nghiệp đúng không? Thôi giờ mình tiếp tục công việc của mình là chinh phục góm khóm lan mỡ gà này. Cây cối chằng chịt khó chơi thế nhỉ. Ui chào ba khóm. Ba khóm à, ở đây thế rồi. Bốn khóm. Ôi cha, nhiều phê. Ngon ngon. Ừ, bên này nữa này. Cái gì vậy? Có à? Không có gì. Có củ rừng này, lấy không? Ở dưới đây. Bỏ cặp này xuống đây chơi. Sao để cho mày cuốn nhỉ? Kia vào dây xuống ngon hết mình xuống đi. Thì đây mọi người, ở đây có một khóm nó chết rồi. Ở rừng thì mùa này mùa khô ấy mọi người, thì mấy thân già này nó chết, nó đẩy dưỡng chất lên để nuôi cây con ha. Đó. Một khóm khá là xấu. Mình tiếp tục bò lên trên này. Trên này có mấy khóm cũng khá là ok.
Thì đây mọi người, đây là một khóm thứ hai, quá là tuyệt luôn. Thần thủ phải nói là quá là to ha, quá ok luôn. Đấy. Giờ mình sẽ hái khóm này. Này nó mọc trên thân mục này mọi người. Nếu mà không hái thì vài năm nữa nó cũng sẽ bị rơi gốc thôi. Đây, được hai khóm nha. Đấy, hai khóm khá là ok mọi người, thân thủ quá là đỉnh luôn. Mình để đây và tiếp tục khóm cuối cùng. Khóm này phải gọi nó là quá đẹp, quá đỉnh luôn. Đây, tuyệt vời, thân tím ngắt luôn mọi người. Đấy, không gì có thể chê được. Một khóm lan phải nói là quá đẹp luôn. Thì khóm này nó có một điều đặc biệt ở đây là nó có hai trái mọi người. Đấy. Thì trái này nó cũng già rồi mọi người, sắp sửa chín rồi. Thì giờ mình sẽ giúp nó nhân giống ở trong rừng nha mọi người. Đấy. Giờ mình sẽ lật nó ra. Đây này mọi người, đấy. Hạt của nó này. Rất là nhiều luôn. Giờ mình sẽ rải đây ha. Đấy, khu vực đây là trong rêu rất là ẩm ướt này. Đấy, mình sẽ rải ở đây cho nó mọc ở đây nha mọi người. Nhân giống trong tự nhiên. Tỷ lệ thành công của nó cũng sẽ cao hơn. Còn nếu như mà ở đây đúng không, vị trí như thế này, trái nó rơi xuống thì nó sẽ rơi xuống phía dưới đây, nó sẽ tổn thất rất là nhiều trái ha. Đó. Giờ mình sẽ cứ lật trái và mình rải ở đây, trả cho thiên nhiên. Nếu nó lên được thì lên, còn không lên được thì cũng tùy duyên thôi mọi người. Đó. Ok, hy vọng vài năm sau nơi đây sẽ phát triển rất là nhiều trái ha. Đấy, còn bây giờ mình sẽ chinh phục nhánh lan này. Quá là tuyệt luôn mọi người ơi. Đấy, mọi người thấy sao? Không chê vào đâu được ha. Quá là tuyệt vời luôn. Ok, anh em nào muốn sưu tầm thì liên hệ mình nha. Khóm này cũng khá là chát đấy. Rồi, hẹn gặp mọi người vào clip sau.